Kính chào tất cả mọi người. Dù xã hội ngày càng phát triển với sự bùng nổ của thông tin qua các trang mạng xã hội, thì sách vẫn luôn là một kho tàng tri thức vô cùng quý giá đối với con người chúng ta. Và sách giúp cung cấp cho chúng ta nguồn tri thức trong nhiều lĩnh vực của đời sống, xã hội. Với tầm quan trọng đó của sách, thì việc đọc sách sẽ giúp cho người đọc có thêm nhiều kiến thức hấp dẫn, mới mẻ. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến tỉnh Gia Lai năm 2023, em là Nguyễn Đình Gia Hân, học sinh lớp 42, trường tiểu học Nguyễn Trãi, thành phố Pleiku, sẽ giới thiệu đến mọi người cuốn sách có tựa đề Chị Sáu ở Côn Đảo của tác giả Lê Quang Vịnh. Tác giả Lê Quang Vịnh là người cũng đã từng bị bắt tù đầy ra Côn Đảo, và ông viết nên cuốn sách Chị Sáu ở Côn Đảo sau một lần đến viếng mộ chị Võ Thị Sáu. Sách do nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản năm 2006 với kích thước 14,5 x 18,5 cm và dày 35 trang. Đến năm 2022, sách được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành tái bản với độ dày 60 trang. Qua đó giới thiệu một cách giản dị và chân thật về quãng thời gian chị Võ Thị Sáu bắt đầu đến Côn Đảo, đến khi kết thúc chị nằm lại bên những hàng dương. Với cách minh họa tài tình, ngay từ trang bìa của cuốn sách, hình ảnh chị Sáu hiên ngang ngẩng cao đầu đã là hình ảnh đẹp trong lòng mỗi người dân Việt Nam chúng ta hôm nay. Và hình ảnh ấy sẽ còn sống mãi với thời gian, là tấm gương sáng ngời để đời sau học tập và noi theo. Lật từng trang sách, người đọc sẽ được hiểu hơn về người con gái mang tên Võ Thị Sáu của vùng đất đỏ anh hùng. Tuy nhỏ bé, nhưng lại mang trong mình ý chí, nghị lực phi thường. Trong suốt thời gian bị địch bắt tù đầy và bị tra tấn hết sức dã man, đặc biệt ở nơi nhà tù Côn Đảo, chị Sáu vẫn quyết không khai điều gì có hại cho đồng chí, đồng bào mình. Chịu đựng sự tra tấn của kẻ địch, trong lao tù, chị vẫn hoạt động cách mạng, tìm cách móc nối với cơ sở cách mạng ở bên ngoài. Với tinh thần quả cảm, lòng yêu nước nồng nàn và lòng căm thù giặc khôn nguôi, chị Sáu thà hy sinh mạng sống của mình, chứ nhất quyết không chịu đầu hàng, không chịu khuất phục trước kẻ địch. Qua lời văn kể của tác giả Lê Quang Vịnh, bản thân em cũng như những ai đã đọc cuốn sách này sẽ được hiểu rõ hơn về quãng thời gian chị Sáu bị kẻ thù giam cầm, đày đọa và những giây phút cuối cùng của chị tại nhà tù Côn Đảo, nơi địa ngục Trần gian. Người con gái đất đỏ kiên trung bất khuất ấy đã hy sinh, nhưng thôn xóm, quê hương, đất nước sẽ luôn mãi nhắc nhớ đến chị. Mùa hoa lê kim nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết, cho mùa hoa lê kim nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở. Sông núi đất nước, ơn người anh hùng đã chết, cho đời sau. Đến với cuốn sách Chị Sáu ở Côn Đảo, người đọc sẽ được hiểu thêm về người con gái đất đỏ Võ Thị Sáu, kiên trung bất khuất, về cái chết hiên ngang không một chút run sợ trước họng súng của quân thù. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra không biết bao nhiêu người con anh hùng, đã hy sinh xương máu để đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do như hôm nay. Chúng em, những học sinh hôm nay, sẽ lấy đó làm tấm gương sáng, cố gắng học tập thật tốt và tốt hơn nữa để mai sau có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với những hy sinh mất mát của các thế hệ cha ông đi trước. Đẹp thêm quê miền đất đỏ, nơi đó sang mãi tên người anh hùng, bình minh đang rực sáng cho hoa kiên nở, mùa xuân lan tràn dư giờ. Tôi đến hát trước năm mồ chôn sâu người nữ.